chương trình Đẹp Để Tự Tin được phát sóng vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9 rồi đây. Có thể nói là dạo này nắng nóng quá chừng luôn, làm cho chúng ta cảm thấy oi bức nè, rồi rít rác trong người rất là khó chịu. Nhưng mà có một cái đáng sợ hơn nữa là nắng có tác động nguy hại với chị em phụ nữ, cho nên là tìm mọi cách để che chắn. Mà bây giờ nha, có rất là nhiều cách che ngộ nghĩnh lắm, bích kính mít luôn, đi ngoài đường có thể nhiều khi là không nhận ra được, thấy được hai con mắt thôi. Rồi có những cái khẩu trang mà chế ra để che hết nguyên cái mặt luôn. Bây giờ có nói là cái nắng khó chịu quá, cho nên là chị em phụ nữ của chúng ta phải tự tạo ra những cách để bảo vệ cho làn da của mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem thử tiểu phẩm để xem những nhân vật của chúng ta có cách chống nắng như thế nào nhé. Thấy ơi, đi uống cà phê thôi mà Thấy. Ôi, cái gì mà hối quá hà. Chờ chút xíu, chị chuẩn bị đạo cụ để bước chân ra khỏi nhà, hiểu không? Cái gì? Đi uống cà phê gần đây nè, không phải đi Hawaii đâu. Trời ơi, con không biết gì hết á. Tao nói thời tiết bây giờ ha, bước chân ra đường là nắng, là nóng. Mà phụ nữ mình nó làn da nhạy cảm là biết không? Bây giờ chỉ cần 1cm làn da lộ ra là có thể có nguy cơ ung thư. Do đó ha, là phải đeo kính che từ đầu tới đuôi, ngay cả một hơi thở cũng không được cho nắng chiếu nữa đó. Em thấy chị làm vậy là nóng hơn nè, nắng hơn rồi. Em thấy là nực hơn nữa đó. Kệ nó em, thà nực mà bảo vệ làn da. Chị ơi, bảo vệ làn da bây giờ nó có nhiều phương pháp lắm chị. Chị có biết trên thế giới này có một loại gọi là kem chống nắng không? Nè, bữa giờ không có đọc báo hả? Trời, báo ngày nào cũng đọc nha. Đọc mà không biết hả? Biết gì? Biết mà không có hiểu luôn phải không? Chưa biết lấy cái gì hiểu. Trời ơi, trong báo người ta ghi rõ ràng là kem chống nắng ha, có thể ngấm vào máu gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Thôi chị ơi, làm cái gì mà kem chống nắng mà hại. Kem chống nắng là được các chuyên gia khuyên dùng, người ta dùng rất là lâu rồi, người ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Nè, em nghe chuyên gia nói một, chưa có nghe chuyên gia nói hai. Ở trong cái tờ báo mà chị đọc á ha, thì nghe đâu á là kem chống nắng có thể ngấm vô trong máu của mình. Đó, chị em bữa giờ nghe hoang mang quá chừng, cho nên là kêu gọi nhau là không xài kem chống nắng nữa. Ủa vậy bây giờ là nếu mà thoa kem chống nắng mà nhiều á, sẽ có tác hại gì nè? Chị đâu có biết. Ủa sao kỳ vậy? Đọc cái tiêu đề á là thấy báo người ta viết vậy thôi. Trời, sợ quá đi, cái lật bật bỏ hũ kem chống nắng ra, cái mua bao tay, bao chân, bao mặt, bao mài gắn vô rồi cái quên đọc cái nội dung phía sau. Chị mới đọc cái tiêu đề thôi đó hả? Thì đó. Trời đất ơi, vậy mà chị làm như là chị nghiên cứu mấy chục năm rồi về cái vấn đề này vậy đó. Vậy bây giờ chị cho em biết đi, kem chống nắng nó gây hại như thế nào và tại sao nó lại hại? Nói cho em biết đi. Chị đâu có biết. Xem ra là có khá nhiều thông tin trái chiều từ kem chống nắng này quá ta. Bây giờ thì chúng ta cũng thử xem cái cách chống nắng nào là hiệu quả nhất và bôi kem chống nắng như thế nào để có được một cái làn da nó vừa dễ chịu nhưng mà cũng vừa bảo vệ được làn da của chúng ta nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe những lời tư vấn đến từ bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, chuyên khoa da liễu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Chào Tường Vi, rất là vui là gặp em. Chào quý khán giả đang xem chương trình Đẹp Để Tự Tin. Cái tiểu phẩm vừa rồi chị cũng thấy là ủa sao có nhiều thông tin về kem chống nắng quá hoang mang quá phải không? Mà thậm chí là kem chống nắng mà nó có thể thấm vô máu hả? Em nghe cái đó là em thấy hơi lạ đó nha. Cái thông tin đó là sao vậy chị? Thông tin đó nó được xuất xứ từ một cái vấn đề như thế này nè em. Là người ta làm một cái nghiên cứu, là mục đích của nghiên cứu là người ta coi là những cái thành phần hóa học trong cái kem chống nắng nó có thể là nó sẽ thấm vào da như thế nào hay không. Và do đó thì người ta đã cho những cái người tình nguyện dùng một cái lượng kem chống nắng rất là lớn. Tức là của mình bình thường á, là mình chỉ bôi có bằng một lóng tay trên mặt. Đằng này họ cho ta tới một cái liều lớn hơn nhiều và bôi 4 lần một ngày. Như vậy đó là một cái liều thực chất mà trong thực tế chúng ta không ai mà dùng tới cái liều như vậy. Đây là một cái vấn đề về nghiên cứu. Ở cái vấn đề về nghiên cứu đó đó, cho đến thời điểm này vẫn không có thể làm thay đổi đi tất cả những cái lời khuyên đúng đắn mà các bác sĩ dành cho khách hàng của mình để có một làn da khỏe, trẻ, đẹp. Đó là luôn sử dụng cái kem chống nắng cũng như những biện pháp bảo vệ da với nắng em à. Nhưng mà em thấy có rất là nhiều người, hầu như là đa số luôn đó chị, yeah, chưa có hiểu được cái cách mà mình thoa kem chống nắng đúng phải như thế nào thì mới là bôi kem chống nắng một cách an toàn và hiệu quả. Cái kem chống nắng mà mình được bôi an toàn, hiệu quả, đúng cách là chúng ta sẽ bôi 30 phút trước khi ra nắng.
Ví dụ như là Tường Vi ra nắng lúc 10 giờ thì mình sẽ thực hiện cái việc bôi kem chống nắng từ 9 giờ rưỡi. Hiện bây giờ vẫn còn những cái trường hợp rất là vui. Bác sĩ đã gặp kem chống nắng mà bôi từ đêm hôm trước. Có nghĩa là đi ngủ đi mà vẫn giữ kem, kem chống nắng. Dạ, có nghĩa là cái này là bị xiên. Nhưng mà xiên sai cách. Xiên sai cách. Dạ. Mình sẽ bôi 30 phút trước khi ra nắng trên tất cả những cái vùng phơi bày ra nắng, và mình bôi cho một cái lượng cho đủ. Các bạn cứ đừng có tính gam chi, các bạn cứ nhớ là nó bằng một lóng tay như vậy. Cái mặt mình nhỏ thì cái lóng tay tương đương nó cũng sẽ nhỏ, nó mới đủ một cái lượng để nó lọc, không cho tia cực tím xuyên qua da mình. Còn nếu mà đối với lại trong trường hợp em đi tắm biển nè, thì như vậy thì chúng ta sẽ dùng một cái lượng chống nắng lớn hơn, là nó bằng một cái quả banh tennis. Người ta bôi kem chống nắng đó, nhỏ thấy là người ta đổ ra một vốc. Dạ đúng. Như vậy rồi người ta chà chà. Chứ còn như mình nặng chút xíu rồi mình chấm, cái nặng chút xíu rồi mình chấm, cái mình xoa xoa là cái đó không đủ. Chúng ta cũng đừng quên một cái biện pháp, đó là cái chống nắng cơ học bằng cái mũ rộng vành nè. Dạ. Rồi bằng cái khẩu trang che chắn. Đúng rồi, thật ra mình làm cái kiểu ninja đó đó, nó là nhìn thì nó hơi buồn cười, nhưng mà nó cũng là một cái chống nắng mà được khuyến cáo. Em thấy là trên mỗi cái chai kem chống nắng là nó có những cái chỉ số, có cái 30, có cái 50, có cái 100. Không biết là những cái này nó, cái thông số đó là nó nói là điều gì ạ? Những cái thông số đó để cho biết cái khả năng bảo vệ của sản phẩm này đối với lại tia cực tím. Các bạn sẽ thấy nó có những cái chữ, ví dụ như là cái SPF, đó là viết tắt của Sun Protection Factor, thể hiện cái khả năng bảo vệ tia cực tím mà là tia B. Tia B thì nó vô cạn, còn tia A thì nó vô sâu. Và tia A thì nó xuyên qua được cửa kính của mình, nó xuyên qua được trên vải của mình luôn. Để thể hiện cái khả năng mà bảo vệ đối với tia A, nó sẽ có một cái vòng tròn, rồi nó đề cái chữ PA. Và kế bên đó là 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng. Thì càng nhiều cộng là nó thể hiện cái khả năng bảo vệ da đối với lại tia A. Như vậy khi mà mình chọn một cái sản phẩm mà mình thấy là nó có chữ SPF và nó có cái chữ PA, là nó đã thể hiện lọc được cả tia cực tím bước sóng A và tia cực tím bước sóng B. Tuy nhiên đó là đối với lại cái người mà người châu Á của chúng ta sinh hoạt ở trong đô thị như vậy, thì cái khuyến cáo mình dùng cái chỉ số chống nắng từ 30 trở lên là vừa. Cái nữa là có nhiều chị em phụ nữ nghĩ là thôi hôm nay đi ra ngoài đường mà trời thấy mát nè, thôi khỏi sức đi. Hoặc là chiều rồi, 4-5 giờ rồi sức làm gì. Đó, thì cái đó nó có phải là suy nghĩ bị sai không ạ? Thật ra cái bức xạ tia cực tím vẫn xuyên qua đám mây. Và thậm chí người ta thấy rằng đó là nó xuống dưới nước biển rồi nó còn phản xạ. Tại đặc điểm của tia là nó có những đặc điểm như khúc xạ, nè, tán xạ, phản xạ. Nó vẫn từ trên nó xuống cái bắn dưới rồi nó chéo qua một cái nó cũng vô mình ngồi trong dù. Yeah. Thì chúng ta cũng nên bôi kem chống nắng. Là vì mình hiểu được một điều nữa, đó là trời âm u hoặc là trời mát hoặc là cái mùa hè tối trời nó chỉ là giảm cái tia B thôi. Yeah. Nhưng mà tia A thì vẫn xuống, và tia A là thủ phạm gây ra lão hóa da. Cho nên là mình càng phải thận trọng và ra là nên phủ hết thì nó tốt hơn. Những lưu ý khi sử dụng kem chống nắng hiệu quả: lựa chọn loại kem chống nắng sao cho phù hợp. Trước khi mua kem chống nắng, bạn nên thử một lượng nhỏ ở quanh cổ tay. Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu kích ứng nào, hãy chuyển qua loại kem chống nắng khác. Bôi kem tầm 20 đến 30 phút trước khi ra ngoài. Bên cạnh thoa ở mặt, hãy thoa thêm ở cả vùng cổ, tay và cánh tay. Nếu thường xuyên ra ngoài, thì cứ sau 2 tiếng hãy thoa lại một lớp kem chống nắng. Cần mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang và hạn chế để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Và quý vị ơi, chương trình Đẹp Để Tự Tin đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và xin được cảm ơn bác sĩ Võ Thị Bạch Sương đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược đã giúp cho chương trình có thêm rất nhiều kiến thức về cách chống nắng cũng như là bảo vệ da. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Và tuần sau sẽ là vấn đề gì quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào!